Nội thất Mộc Lam Huy xin chào. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh YouTube giới thiệu sản phẩm của Mộc Lam Huy. Hiện giờ là 3 rưỡi chiều của ngày mùng 1 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày đầu tháng. Mộc Lam Huy xin được gửi lời chúc cho các bạn một tháng mới tràn đầy sức khỏe, công việc thuận lợi. Vâng, hôm nay Mộc Lam Huy có một bộ ghế Minh Quốc Đào tay 12 với chất liệu là gỗ gõ đỏ 100%. Bộ này là bộ tay chống rồng 6 món, có giá xuất xưởng của bên Mộc Lam Huy mình là 27.500.000. Bộ ghế này là của anh Cường. Anh Cường ở trên giáo xứ Tân Bình, thuộc Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, ở cách Mộc Lam Huy rơi vào tầm khoảng 7 hoặc 8 km. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, Mộc Lam Huy sẽ đi giao cho anh bộ ghế này luôn. Và bộ ghế này thì thông báo với các bạn là mới sơn xong trong buổi tối ngày hôm qua. Nếu như các bạn thường xuyên theo dõi kênh YouTube của Mộc Lam Huy thì chắc chắn các bạn sẽ biết là Mộc Lam Huy đang lên những cái hàng gì và sắp ra những cái hàng gì. Tại vì các cái sản phẩm thì mình thông thường là mình sẽ xuyên suốt các cái quá trình từ mộc tới sơn tới lúc đi bàn giao cho khách hàng. Thì hôm nay nhân tiện thì mình chuẩn bị đi giao cho anh bộ ghế này, thì mình sẽ quay lại một chút để cho các bạn tham khảo về cái bộ ghế này. Bộ ghế này là một bộ tiêu chuẩn của hàng Minh Quốc Đào. Các bạn hãy nhớ hộ mình nhé. Bộ 27 triệu và 27 triệu 500 là bộ tiêu chuẩn của Minh Quốc Đào. Còn trên giá trên bộ này là những cái bộ là những hàng lựa vân. Đó, mình cũng sẽ có những cái hàng cao cấp hơn. Đó là những cái hàng lựa vân này. Và những cái hàng mà tí nữa mình sẽ quay cho các bạn coi. Vâng, nhưng mà nói chung là mình sẽ làm những hàng này là hàng tiêu chuẩn. 27 triệu 500 tay chống rồng với chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Hàng này là tiêu chuẩn là không tì không rác. Với một ghế băng già này các bạn này, một cái bàn, hai cái đôn, đây một cái, kia một cái, và hai chiếc ghế con. Hàng này là không tì không rác. Vân mặt thì lựa theo kiểu vân núi các bạn nhé, vân núi bình thường. Đó, vân núi bình thường, không có gọi là phải là vân loang hay là vân xoáy. Đây các bạn coi này, vân núi bình thường xuông. Đó, nhưng mà cái vân này vẫn hơn một cái vân là vân xuông các bạn nhé. Đó, vân xuông là mặt nó tràn liền thôi, không có vân. Nhưng mà đây là tất cả các hàng của mình đều có vân hết, vân núi. Và gỗ thì là rất là đẹp, cây rất là đều. Đây các bạn có thể nhìn tổng quan với bộ ghế, cây nó đều, không có cái chỗ nào mà nó đậm hơn, không có chỗ nào nó nhạt hơn cả. Hàng này là hàng tay chống rồng. Nhân tiện thì Mộc Lam Huy xin phép các bạn một chút là nếu như các bạn có ý định đặt những bộ ghế này bên Mộc Lam Huy thì các bạn phải hiểu là bên xưởng mình là không có hàng sẵn cho các bạn nhé. Nếu các bạn có ý định mua hàng bên mình ấy, thì các bạn hãy nhớ là các cái sản phẩm này các bạn phải đặt trước thì bên mình mới thi công cho các bạn được, chứ các bạn tới xưởng và lấy ngay thì bên mình không có. Tại vì gần đây thì có một số khách hàng, thật sự mình cũng rất là làm tiếc cho các bạn là các bạn không biết. Là các bạn tới xưởng mình, các bạn cứ tưởng là có hàng đấy là các bạn lấy được ngay. Nhưng mà thật sự các bạn là không có đâu nhé. Các cái sản phẩm bên mình là đều là khách đặt trước. Và mình sẽ ra từ từ. Một vài khách hàng một, có nghĩa ngày nào mình cũng ra hàng, ra liên tục. Nhưng mà không có hàng để sẵn ở đây để bán cho các bạn đâu ạ. Đối với những cái mẫu salon thì không có sẵn đâu các bạn nhé. Hiện tại là không có sẵn. Nhưng mà sắp tới thì mình sẽ cố gắng. Đó, mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm một cách gọi là nhanh nhất có thể và ra hàng nhiều nhất có thể. Còn hiện tại thì không có sẵn cho các bạn để các bạn tới xưởng lấy đâu nhé. Thì tất cả các cái mẫu này đều là khách hàng đã đặt trước mình. Như đây anh Cường đây, anh đã đặt rất là lâu rồi, cả 3-4 tuần nay rồi, nay mới có hàng cho anh. Và một số khách hàng nữa rất nhiều, mình nói thật các bạn, có rất nhiều khách hàng đặt và mình không thể nào có ngay được. Thì trở lại bộ ghế. Thì bộ ghế của chúng ta là bộ 6 món, bộ đục đào. Đây,
Tất cả các cái đường nét thì đều là chạm khắc CNC. Tuy nhiên thì cái dàn tó này nó đã đục CNC rồi, nhưng mà phải được tỉa lại bằng tay các bạn nhé. Và tỉa lại được bằng tay để lấy lại một cái hồn cho nó. Đó, chứ nếu như đục máy không thì nó sẽ rất chính xác, rất là đẹp, nhưng mà nhìn cái tó đào của chúng ta nó không có hồn. Cho nên là đều phải là tỉa lại bằng tay. Đây, tất cả hàng này thì bên mình là cắt tặng kính mặt bàn và miễn phí vận chuyển trong phạm vi là 40 km các bạn nhé. Miễn phí vận chuyển trong phạm vi 40 cây dành cho tất cả các hàng. Còn các bạn ở ngoài phạm vi 40 cây thì các bạn phải lo về cái vấn đề vận chuyển. Cho nên là các bạn hãy cân đối về việc có ý định nên mua của Mộc Lam Huy hay không. Thì đây là mình cũng xin nói trước với các bạn là cái vấn đề là như vậy. Tất cả là cái dàn đục CNC hết các bạn ạ. Tay, chân, tó, cột, vai, viết CNC hết. Đó, CNC. Ngoài ra thì mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn luôn một số các cái sản phẩm khác bên mình đã sơn trong cùng ngày. Cùng buổi tối ngày hôm qua mình đã sơn xong. Đó là một bộ mân quốc đào tay 10. Đó, sơn xong tối hôm qua. Một bộ bát tiên. Bộ bát tiên gỗ chàm tay 12 mặt gõ sơn màu cắn rén nhạt theo cái màu cửa căm xe của chị gì mình quên mất tên rồi, ở Bình Dương. Đó, và tối ngày hôm qua thì ra tiếp được một bộ nữa. Đó là bộ bát tiên tay 12 sơn màu gõ và một bộ tam sư. Ngoài ra thì hàng gõ thì bên mình luôn luôn có sẵn trong xưởng ít nhất là vài bộ. Nhưng mà các bạn hãy lưu ý là ở đây không có hàng sẵn cho các bạn nhé. Ở đây mình đang quay cho các bạn là một bộ mân quốc đào mẫu mới. Thì bộ này thì của khách hàng đã đặt bên Mộc Lam Huy rồi, khách đã đặt mua rồi. Thì sắp tới như mình có nói là mình sẽ ra một cái tiêu chuẩn mới, một cái hàng cao cấp hơn một chút cho hàng mân quốc đào. Đó là hàng mân quốc đào mặt liền. Như bữa mình có nhảy hàng qua các bạn rồi đó. Đó là mân quốc đào mặt liền, không có chắp hậu. Thì mình giới thiệu sơ qua cho các bạn một chút về cái bộ ghế này. Liền hoàn toàn và không có chắp hậu. Đây, các bạn coi là liền toàn bộ này. Liền hết. Và hoàn toàn không chắp các bạn nhé. Hoàn toàn không chắp. Ngay cả ghế băng luôn. Đây sẽ là một cái tiêu chuẩn mới, một loại hàng mới mà Mộc Lâm Huy sẽ ra để đảm bảo các bạn là thị trường sẽ không có những ai có thể có được hàng này. Đây, mặt liền không chắp. Đó, mặt liền không chắp là một phần này. Cái tiếp theo là bên mình sẽ làm cái mặt hàng này nó chi tiết hơn. Đó là cái dàn tó này được đục bằng tay hoàn toàn. Đục tay hoàn toàn. Có nghĩa là mình nâng cấp lên cái dàn sản phẩm này, có nghĩa là để các bạn không đi tìm đâu có được cái hàng này. Hôm nay mình sẽ chỉ quay sơ sơ thôi, mình sẽ không nói nhiều về bộ này đâu. Tại vì bộ này nó có nhiều cái vấn đề hay để nói lắm. Nhưng mà chỉ nói sơ sơ cho các bạn biết thôi. Đó, và cái dàn là vai cổ là CNC, đi kèm dạ cong, lọng cong. Thì đây là bộ ghế sắp tới mình sẽ ra hàng loạt. Nhưng mà hiện giờ mình chưa có ra được thì các bạn đừng có... Các bạn tạm thời không có đặt nha, mình chưa có ngay và mình cũng không có nhận. Thì hiện tại thì bên xưởng sơn còn sẵn hai bộ Tần Thủy Hoàng đang sơn. Và tổng cộng là mình nhớ coi 1, 2, 3, 4 bộ mân quốc đào cũng đang sơn. Thì ngay khi xong hoàn thiện thì những bộ ghế đấy là đều có khách nhận hàng rồi các bạn nhé. Một bộ của một bác sĩ hôm qua mình mới quay xong, bác Kim. Đúng rồi, bác Kim sáng nay bác tới xưởng bác ấy ký nhận rồi. Bác Kim ở bên chỗ Đá Bạc. Bác tới ký nhận một bộ Tần Thủy Hoàng. Còn một bộ nữa các bạn nhé. Còn mân quốc đào thì không còn. Mân quốc đào thì 4 bộ là đều khách ký nhận hết rồi. Vậy nên Mộc Lam Huy rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Và cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành và theo dõi kênh Mộc Lam Huy. Nếu các bạn có thể nhấn đăng ký kênh của Mộc Lam Huy để có thể nhận được những cái thông báo về những cái video mới nhất
Có thể là bây giờ các bạn chưa có nhu cầu về nội thất, về đồ gỗ, nhưng mà biết đâu mai mốt thì các bạn có nhu cầu. Và các bạn có nhu cầu về các sản phẩm khác thì sao ạ? Thì biết đâu một ngày thì Mộc Lâm Huy sẽ được bắt tay cùng với các bạn. Rồi, vậy nên Mộc Lâm Huy xin chào. Mình xin phép kết thúc cái clip ở tại đây nhé. Chúc cho các bạn luôn mạnh khỏe và gặt hái thật nhiều thành công. Mộc Lâm Huy xin chào.